Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 3 tháng 11 phần lớn đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba trong năm thứ 30 liên tiếp. Có 185 trên 189 nước ủng hộ và chỉ có Mỹ và Israel đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết nói trên, trong khi Ukraine và Brazil bỏ phiếu trắng. Lệnh cấm vận thương mại kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ đã gây ra thiệt hại tài chính kỷ lục và khiến người dân của Cuba chịu khổ trong những tháng gần đây, khi nước này phải chống chọi với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và bão Lan. Người Mỹ luôn rêu rao cái gọi là dân chủ, nhân quyền và ghét độc tài. Thế nhưng chính họ mới là kẻ độc đoán số 1 thế giới. Chỉ có hai nước bỏ phiếu chống là Mỹ và đồng minh chiến lược Israel. Nhưng như thế là đủ để lệnh cấm vận Cuba vẫn tiếp tục duy trì. Tất cả các đồng minh của Mỹ trừ Israel đều ủng hộ bỏ cấm vận Cuba. Thế nhưng chừng đó là chưa đủ để Hoa Kỳ thay đổi thái độ. Chân lý thuộc về kẻ mạnh và chính Mỹ chứ không phải ai khác mới là kẻ độc tài, vi phạm dân chủ, nhân quyền và quyền tự quyết dân tộc của người Cuba. Công lý, bình đẳng, bác ái mà họ rêu rao có chăng chỉ là trò hề nước lớn vì mục đích bá quyền. Cuba và Hoa Kỳ khác tư tưởng, ý thức hệ và người Mỹ vẫn chưa nuốt trôi nỗi nhục thất bại tại Cuba và Fidel Castro trước đây. Độc tài, sen đầm quốc tế là đi giao giảng dân chủ, nhân quyền. Đúng là kẻ thiếu thứ gì thì hãy nói về thứ đó.